Câu hỏi này cực kỳ là hay luôn. Tất cả những cư dân khi mà sở hữu một căn biệt thự, nhà phố hoặc là những cái căn hộ ở những chung cư cao cấp thì thường họ rất là quan tâm đến đơn vị quản lý vận hành. Thì bây giờ anh sẽ chia sẻ với em một cái đơn vị quản lý vận hành đến từ Nhật Bản. Đó là đơn vị quản lý vận hành Hosier. Nghe cái tên cực kỳ là lạ đúng không em? Nó lạ đối với những cái người Việt Nam nhưng mà nó không lạ đối với người Nhật. Tại vì những cái khu dân cư bên Nhật thì Hosier nó rất là nổi tiếng luôn. Và hiện nay chủ đầu tư An Gia họ đã mời Hosier từ bên Nhật về Việt Nam để mà quản lý và vận hành những cái dự án do An Gia phát triển. Thì cái dự án mà đầu tay của Hosier tại thị trường Việt Nam cũng như là của An Gia đó là dự án River Panorama, đó là khu căn hộ hơn 1.000 căn tại khu La Casa quận 7 thành phố Hồ Chí Minh được quản lý và vận hành bởi Hosier. Và tất cả những cư dân sống trong dự án River Panorama này họ rất là hài lòng về cái cách quản lý vận hành của Hosier và hiện nay chưa có một sự phàn nàn hay là thắc mắc nào về cái đơn vị quản lý này. Và anh đã đến River Panorama và trải nghiệm ở đó rất là nhiều cái tiện ích và những cái gì mà Hosier mang lại cho cư dân thì anh thấy rất là ok luôn, rất là tuyệt vời đúng không em? Thì dự án The Standard của chúng ta cũng sẽ được quản lý vận hành bởi Hosier và những cái thời gian đầu thì Hosier quản lý và sau này cư dân bầu ra cái ban quản trị cư dân của The Standard thì họ có được quyền họ chọn ra một đơn vị quản lý khác theo ý của thống nhất của số đông của cư dân tại đây, nên em hoàn toàn yên tâm về những cái đơn vị quản lý vận hành ha. Rồi tuyệt vời đúng không ạ? Hãy sở hữu ngay một căn hộ tại The Standard em nhé, để được đơn vị quản lý vận hành Hosea họ phục vụ cho mình cái đời sống ở đây.